đang cầm trên tay là kẹo bồng bông táo nhật, không biết tại sao mà cái kẹo này bán rất là chạy, con thích rất là thích ăn. Cái hàng mà nãy mình vừa mới tới mua thì cái size nhỏ nhất là bán hết sạch luôn, chỉ còn cái size vừa này thôi. Không biết có gì hấp dẫn nữa. Để ở ngoài thì nó mặt đường rất là cứng rồi. Chắc là ở trong mềm hơn. Đây cũng là cái loại táo ở Nhật, nó nhìn y chang như trái táo táo Tây hả, nhưng mà nó rất là nhỏ xíu gì thì cũng đâu có gì đâu mà người ta thích ăn dữ ta, đường ngọt sợ. Cái táo thôi, một đám đang ăn kìa.